trẻ biếng ăn chắc hẳn ai cũng đã trải qua dù chỉ một lần dù đó là biếng ăn do tâm lý hay do vấn đề sinh lý hay biếng ăn do bệnh lý thay vì thấy con biếng ăn mẹ vội đưa con đến bác sĩ ngay thì mẹ hãy tìm hiểu nguyên nhân để có thể xin ý kiến của bác sĩ bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn mà không cần phải đưa bé đến viện khám khi bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn mẹ tuyệt đối không được tự ý mua thuốc mà hãy gọi điện để xin ý kiến của bác sĩ khi con biếng ăn nhé một có nên bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn không biếng ăn là trạng thái trẻ mất cảm giác thèm ăn hay không muốn ăn gì hết nếu để biếng ăn kéo dài trẻ sẽ bổ sung thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết và gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ nhỏ hậu quả biếng ăn như trẻ chậm phát triển chiều cao trí tuệ và cả cân nặng trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi cơ thể trẻ luôn cảm thấy mệt mỏi sức đề kháng kém trẻ có thể mắc bệnh tự kỷ do biếng ăn không có sức hoạt động vui chơi cùng các bạn các dấu hiệu nhận biết tình trạng con biếng ăn như trẻ quấy khóc triền miên trẻ từ chối thức ăn trẻ ăn hay ngậm trẻ thường phun thức ăn ra khi được cho vào miệng hầu hết các bậc phụ huynh thường sợ con bị đói hay thiếu chất nên nhét thật nhiều đồ ăn vào các bữa ăn cho trẻ như thế khiến cho tình trạng biếng ăn của con càng nặng hơn Trẻ sợ ăn mà cứ bị ép ăn mãi, do vậy thay vì đưa bé đến bác sĩ thì mẹ có thể tự tìm ra nguyên nhân và xin tư vấn của bác sĩ về việc bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn, bé biếng ăn nên được bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn. Điều này tiện lợi hơn nhiều việc mẹ phải đưa bé đi khám tại các cơ sở y tế, việc bổ sung sớm thuốc bổ cho bé biếng ăn cũng giúp bé mau ăn lại bình thường và khỏe mạnh, hòa nhập với mọi người xung quanh. 2. Lựa chọn bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn biếng ăn nên như thế nào? thành phần thường có trong thuốc bổ cho bé biếng ăn các vi chất kích thích vị giác của trẻ chất giúp hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động mạnh mẽ hơn bổ sung lợi khuẩn cho đường tiêu hóa của trẻ và các vitamin cùng các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ cũng có thể có tác dụng của việc bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn nhìn chung các thuốc bổ cho bé biếng ăn sẽ giúp kích thích ăn uống cho trẻ để giúp trẻ tăng cân tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng tuy nhiên cần phải chú ý việc một số loại thuốc bổ cho bé biếng ăn không hề có tác dụng điều trị biếng ăn cho trẻ khi ngưng sử dụng chúng khiến cho tình trạng biếng ăn của trẻ trở lại và thuốc cũng có nhiều tác dụng phụ khác như khô miệng táo bón khó đại tiện ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương do đó bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn cũng cần phải hết sức thận trọng nên tham khảo tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng cho bé cần tìm thuốc chữa đúng bệnh không phải loại thuốc nào cũng có thể dùng cho tất cả các trường hợp bé biếng ăn. Bé biếng ăn có nhiều nguyên nhân, do đó mỗi nguyên nhân sẽ có một cách giải quyết khác nhau, ví dụ bé biếng ăn do rối loạn tiêu hóa gây táo bón hay tiêu chảy thì bổ sung lợi khuẩn cho trẻ giúp hồi phục hệ tiêu hóa. Trẻ có thể hết biếng ăn. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Các loại thuốc bổ cho bé biếng ăn có thể được bào chế cho một đối tượng trẻ nhất định. Do đó mẹ nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hay các đối tượng sử dụng để bổ sung cho trẻ đúng, mang lại hiệu quả cao. 3. Lưu ý rằng bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn không thể thay thế được thực phẩm. Như chuyên gia nhận định rằng, trẻ biếng ăn là do việc thiếu hụt các vi chất quan trọng. Do đó cha mẹ không thể quên được việc bổ sung các vi chất đó qua thực phẩm rồi dào dinh dưỡng cho trẻ. Đây là sự lựa chọn an toàn nhất cho trẻ việc bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn chỉ là biện pháp hỗ trợ giúp bé tiêu hóa tốt hơn và dễ dàng cho việc hấp thu các dưỡng chất đó khi trẻ hấp thu và được bổ sung đủ các dưỡng chất đó trẻ có thể tự hấp thu được mà không cần sử dụng thuốc bổ hỗ trợ mà trẻ vẫn ăn ngon bình thường me không nên quá làm dụng thuốc bổ cho bé biếng ăn việc cần làm là đảm bảo cho bé một chế độ ăn uống đủ chất và kết hợp với hoạt động thể chất để giúp trẻ cảm thấy ăn ngon miệng tiêu hóa tốt phòng ngừa các bệnh lý 4. Bổ sung thuốc bổ cho bé biếng ăn Amanoenzyme. Thành phần và công dụng của Amanoenzyme. Canxi lactate và vitamin D, bộ đôi dưỡng chất giúp tăng cường hấp thu canxi. Và bổ sung canxi cho trẻ phát triển xương, chắc khỏe xương và tăng cường chiều cao. Canxi trong máu giúp điều hòa các hoạt động trong cơ thể, lysine, là thành phần giúp trẻ ăn ngon, phát triển chiều cao và thể lực. Ngoài ra cũng tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Torin duy trì nước điện giải các tế bào có vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa của cơ thể, tinh chất men bia giúp tái tạo các vi khuẩn cần thiết cho đường ruột. Hỗ trợ hệ tiêu hóa được hoạt động trơn tru, khắc phục các tình trạng trẻ biếng ăn bị đầy bụng, khó tiêu, biodiastase và lipase chứa các enzyme cần thiết của đường tiêu hóa. Như amylase protease tác dụng tiêu hóa các thành phần trong thức ăn, tăng cường hấp thu dưỡng chất, kẽm gluconat giúp trẻ ăn ngon do kích thích vị giác ở trẻ, lợi khuẩn đa bào tử hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng và cũng tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng khác. Dạng đa bào tử này rất có lợi với đường tiêu hóa, vitamin nhóm B như B1, B2, B5, B6 giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn được hoạt động mạnh mẽ hơn. Tăng sản xuất hồng cầu, tăng yếu tố tăng trưởng cho trẻ. Đặc biệt các vitamin nhóm B có vai trò quan trọng đối với trẻ biếng ăn. DHA, hỗ trợ phát triển trí não trẻ phát triển vượt trội. Tại sao lại chọn Amano Enzyme là thuốc bổ cho bé biếng ăn? Một trong nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ cảm thấy biếng ăn là do sự thiếu hụt của lợi khuẩn. Khi trẻ sử dụng kháng sinh sẽ làm mất đi đáng kể số lượng lợi khuẩn. Đó gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Điều này khiến cho trẻ biếng ăn và bị kém hấp thu. Nếu không chữa trị sớm cho trẻ, nó sẽ trở thành một vòng xoắn bệnh lý bao gồm rối loạn tiêu hóa biếng ăn, suy dinh dưỡng. Do đó cần bổ sung lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa trẻ được khỏe mạnh, các enzyme tiêu hóa giúp hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa các thức ăn nạp vào cơ thể. Giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, khỏe mạnh, không bị trướng bụng đầy hơi, bổ sung các vi chất kích thích vị giác ở trẻ và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa như lysine, kẽm, taurin, vitamin B, ngoài ra khi trẻ biếng ăn khiến sức đề kháng suy giảm. Thì việc bổ sung men tiêu hóa amanoenzym giúp cho việc tăng sức đề kháng tự nhiên ở trẻ nhờ vai trò của kẽm và lợi khuẩn. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website Lê Minh Tuấn.vn, Facebook Tuấn Thầy Thuốc, subscribe nếu thấy video hữu ích.